Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nấu ăn của Tú Lê miền Tây. Hôm nay thì mình sẽ làm món bánh thiền mít hạt rất là thơm ngon. Với cái làm đơn giản, nhanh cấp tốc là mình đã có một cái món bánh ngon để đón Tết rồi. Đặc biệt thì bánh này ăn không hề bị ngán nha. Đầu tiên mình sẽ có 100g hạnh nhân lát và 100g hạnh nhân nguyên hạt, 100g hạt điều, 30g mè trắng. Các bạn có thể sử dụng mè đen cũng được nha. Mè trắng này thì mình đã rang lên cho nó vàng và thơm ha. 100g hạt bí xanh và 50g đậu phộng. Đậu phộng mình cũng rang rồi nha các bạn. Và tiếp tục mình có 50g đường, 60g bơ, 4 muỗng canh mạch nha, 120ml sữa tươi, các bạn có thể sử dụng viết bim rim cũng được. Rồi, để cái bánh đế này nè các bạn, đây là cái đế bánh thuyền á. Cái này thì mình mua online nha, các bạn cứ việc gõ là đế bánh thuyền thì sẽ ra rất là nhiều. Khi mình làm xong đó, cái mình bỏ những cái phần hạt vào bên trong, ở bên trên á, và nhìn rất là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ cho hết cái phần bơ vào chảo nha. Mở bếp lên luôn để cho phần bơ được tan ra. Khi tan ra được một ít rồi, mình sẽ cho hết cái phần mạch nha vào nha. Mình khuấy một hồi thì nó sẽ tan ra hết nha các bạn. Mở lửa trung bình, không cần lớn quá đâu. Tiếp tục thì mình sẽ cho hết phần đường vào. Rồi bây giờ mình sẽ cho hết phần sữa tươi vào luôn. Sau đó mình sẽ quậy ra. Mình sẽ nấu với cái phần nước sữa tươi này trong vòng 2 phút nha. Khi nó sôi và các bạn sẽ thấy là nó sánh, nó sệt như thế này nè. Sau khi nấu được 2 phút, các bạn sẽ thấy có một cái độ sệt cao hơn. Thì bây giờ mình sẽ cho tất cả cái loại hạt vào. Những cái loại hạt này mà nếu mà các bạn không có thích ăn á, những cái phần nào trong đây thì mình có thể không để cũng được, hoặc là mình thay thế những cái loại hạt nào mà mình thích nha. Đó, mình cho tất cả vào. Trộn đều lên và sau đó thì mình sẽ nấu thêm tầm chừng không tới 2 phút, tầm 1 phút rưỡi nữa là được nha. Trong khi nấu thì mình cũng phải đảo nha các bạn. Để một chỗ thì nó cũng sẽ dễ bị không có đều những cái phần hạt của mình á. Khi đủ thời gian rồi á, thì mình sẽ tắt bếp và tiếp tục mình sẽ lấy những cái đế bánh thuyền nè. Đó, mình cho vào. Mới thì các bạn sẽ thấy nó lỏng lỏng nha, nhưng mà không sao, khi mà nó nguội rồi thì nó sẽ kết chặt lại. Đó, mình lấy cái muỗng mình múc cho nó đều hết như thế này là được. Rồi cứ tiếp tục như vậy mình làm cho hết phần còn lại nha. Rất là đẹp luôn các bạn. Cái món này ăn rất là ngon, không bị ngán mà không có bị dính răng nữa. Đây các bạn coi nó đẹp ghê chưa. Khi làm xong rồi thì mình thu được là 30 phần như thế này. Và tiếp tục mình cho vào nồi chiên không dầu. Mình nướng trong vòng là 12 phút với nhiệt độ là 120 độ. Nếu mà các bạn không có cái lò nướng á, thì những cái loại hạt này các bạn nên rang lên đi. Rang cho chín tất cả luôn. Rồi sau đó mình không cần nướng nha. Còn nếu mà mình chưa rang thì mình có thể đem lò nướng giống như của mình. Khi nướng xong rồi thì mình sẽ để cho nó nguội thật là nguội thì nó sẽ kết dính lại như thế này nha các bạn. Đó, các bạn mình có úp trở lại thì nó cũng không có bị rớt nha. Tại vì nó có cái độ kết dính nó vào nhau rồi. Tuy nhiên thì mình thấy nó kết dính như vậy, ăn nó sẽ không hề bị dính răng một chút nào luôn.
Tùy theo là ở nhà mình sử dụng cái lò nướng hoặc là nồi chiên không dầu, nó sẽ có cái nhiệt độ khác nhau. Và các bạn cũng chỉnh theo cái lò, cái bếp ở nhà mình ha. Nhưng mà mình thấy những cái loại hạt này là người ta cũng sấy qua hết rồi, thì nó cũng chín phần nào hết rồi chứ không phải là sống nhăn đâu các bạn. Cho nên là mình cũng không cần nướng quá lâu nha. Khi làm xong rồi mình để cho nguội hoàn toàn, sau đó mình cho vào hộp để mà mình bảo quản. Món bánh này thì vô cùng đơn giản, rất là mít nhiều hạt cho nên ăn có cái vị thơm ngon, không bị quá ngọt. Rồi video của mình thì đến đây cũng đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Yêu quý thì hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp nha. Mình có làm rất là nhiều món Tết thì mời các bạn vào kênh của mình cùng tham khảo nha.